Xin kính chào đến các quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Phong Thủy Thắng Biên bao gồm có Đức Trung và Triệu Hào sẽ cùng có mặt tại đây và cùng trao đổi đến các quý cô chú anh chị về những câu chuyện liên quan đến làm nhà dựng cửa trong năm 2020 Canh Tý và sang năm 2021 Tân Sửu, đúng không ạ? Và xin chào anh Hà. Chào anh Trung. Vâng. Chào quý cô chú anh chị. Vậy thì trong cái giai đoạn này thì có lẽ rằng là chúng ta biết rằng là bây là cái thời điểm mà chúng ta đã qua rằm tháng 7 rồi. Là qua cái thời điểm mà cũng rất nhiều người lo ngại là tháng cô hồn, đúng không ạ? Và cũng là bước sang những cái thời điểm sắp tới sẽ là sang tháng 8 âm lịch này, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, thì nhận thấy rằng là cũng có rất nhiều những cái mối quan tâm của các cô chú chị về cái việc đó là trong những cái tháng tiếp theo này tôi muốn làm nhà hay tôi muốn tu tạo sửa chữa nhà thì có được hay không, đúng không ạ? Và cũng có đặt câu hỏi đến thì tuy nhiên một điều chúng ta cũng cần phải làm rõ hơn, đúng không anh Hào, với cái việc đó là thế nào gọi là cái tháng mà chúng ta có triển khai được hay không, thì chúng ta có một cái thuật ngữ gọi là tháng vượng, đúng không anh? Tháng vượng. Gọi là tháng vượng vì rằng là cái việc chúng ta tính toán vận khí của đất là có làm được hay không xong rồi này, thì chúng ta cần phải lựa chọn cái thời điểm tiếp theo. Nếu như vận đất mà làm được, chúng ta vẫn nên lựa chọn cái tháng để là chúng ta làm sao cho đẹp nhất, thì vẫn gọi là tháng vượng. Và tháng vượng thì có thể trải dài từ tháng giêng cho đến tháng chạp, là tháng 12 âm lịch ấy. Với các cái sơn hướng khác nhau thì đâu sẽ là tháng vượng dành cho các sơn hướng đấy để triển khai động thổ làm nhà. Vậy thì chúng ta sẽ cùng dạo qua một chút xem là từ giờ cho đến cuối năm thì những cái sơn hướng nào có thể triển khai được trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng chạp, đúng không anh? Dạ. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với lại là tháng đã qua tháng 7 rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải nói với nhau về tháng 8, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì tháng 8 sẽ là cái tháng mà có những sơn hướng nào có thể làm được, hay là có những cái vị trí nào chúng ta có thể động thổ tu tạo sửa chữa được, thì xin mời anh Hào chia sẻ đầu tiên là tháng 8 nào. Xin cảm ơn anh Trung. Triệu Hào sẽ xin phép chia sẻ liên quan đến vận khí của tháng 8. Vận khí của tháng 8 thì bản thân qua tháng 7 là tháng cô hồn thì có nhiều gia chủ cũng như là quý cô chú anh chị hơi ngại trong cái việc liên quan đến động thổ hay là cải tạo cái căn nhà của mình do rằng là vẫn còn sợ liên quan đến khí âm, rồi là tháng cô hồn, rồi đủ các yếu tố khác. Thì sang đến tháng 8 thì tâm lý đã cởi mở hơn, thì Triệu Hào cũng sẽ xin phép chia sẻ một số cái điểm để mà quý cô chú anh chị có thể mình tham khảo cũng như là để ứng dụng thực tế. Thì sang đến tháng 8, nếu mà xét theo vận khí của đất thì quý cô chú anh chị có thể triển khai lập hướng cái căn nhà hướng nam. Căn nhà hướng nam thì căn nhà hướng nam sẽ bao gồm ba sơn. Ba sơn là Bính Ngọ Đinh. Bính Ngọ Đinh thì kéo dài từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ. Thì bản thân cái nhà hướng nam trong năm 2020 thì cái nhà này thì mặc dù là vượng long nhưng mà cần phải chú ý liên quan đến việc đấy là có sao nhị hắc. Nhị hắc thì đáo cung, nhị hắc thì là một trong cửu tinh, một sao trong hệ thống cửu tinh, thì nhị hắc quản về yếu tố liên quan đến bệnh phù. Cho nên nếu như mà nhà quý cô chú anh chị nếu như mà tu phương thì Triệu Hào sẽ khuyên là nên hạn chế, bởi vì là khi mà tu phương thì sẽ dễ liên quan đến các cái bệnh tật, và đặc biệt những cái bệnh liên quan đến lâu năm thì sẽ có cái yếu tố chắc chắn nó sẽ tái phát lại. Thì năm nay thì cái nhà hướng nam thì nên là lập hướng, hay mình gọi là thuật ngữ là khai sơn, thì sẽ ok hơn. Thì trong cái tháng 8 này cũng sẽ là một cái lựa chọn mà quý cô chú anh chị có thể cân nhắc để mà triển khai cái tiếp tục cái công việc của mình. Ngoài ra thì linh sang năm 2021 một xíu, tức là năm Tân Sửu, để quý cô chú anh chị có được cái góc nhìn cũng như là cái tinh thần. Bởi vì nếu như mà cái nhà nào mà ví dụ xây cái hạng mục nó lớn một xíu thì chắc chắn nó sẽ phải kéo dài sang đến năm sau. Bởi vì là thời điểm này cũng qua giữa năm rồi, tháng 8 thì mình cũng sẽ chỉ còn đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 tháng nữa thôi, là thuộc về 2020 là tiết khí thôi. Ví dụ xây cái nhà khoảng tầm 3 tầng sàn khoảng tầm 100m² chẳng hạn, thì chắc chắn nó sẽ kéo dài khoảng tầm nửa năm, tức là 6 tháng. Thì sang đến 2021. Thì đã sang đến 2021 rồi. Thì Triệu Hào muốn link sang một xíu liên quan đến cái việc đó để bản thân quý cô chú anh chị sẽ có phương án chuẩn bị, có cái phương án chuẩn bị nó tốt hơn. Như vậy thì trong cái tháng 8 âm lịch thì có lẽ chúng ta chỉ có mỗi hướng nam là có thể là xây dựng mới được thôi, đúng không anh? Các hướng khác thì chúng ta không làm được, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì năm 2021 thì Tân Sửu thì hướng nam này thì vận khí nó sẽ như nào anh? Năm 2021 năm Tân Sửu, Triệu Hào sẽ xin phép link sang một xíu, thì bởi vì là bản thân khi mà xây nhà, nếu như mà trong quá trình mà hoàn thiện cũng như là cái căn nhà của quý cô chú anh chị, cái hạng mục nó hơi lớn xíu, tức là xây một cái nhà mà ví dụ tầm khoảng 3 sàn và sàn khoảng tầm 100m² chẳng hạn, thì thông thường nó phải mất ít nhất khoảng tầm 6 tháng. Quá trình thi công mình mất khoảng nửa năm. Khoảng cỡ nửa năm, thì bây giờ đã là tháng 8 rồi. Từ giờ đến cuối năm thì cũng đâu đó chỉ khoảng tầm 4 đến 5 tháng nữa thôi. Thì kiểu gì nó phải sang đến năm 2021. Cho nên là Triệu Hào muốn chia sẻ một xíu kiến thức liên quan đến năm 2021 để quý cô chú anh chị sẽ có cái phương án chuẩn bị
cũng như là để làm sao mình hoàn thiện cái phần đấy nó sẽ tốt hơn. Thì sang đến năm 2021 thì bản thân cái nhà hướng Nam vẫn có thể triển khai sự được. Tuy nhiên là cần phải lưu tâm đến cái sơn là sơn ngọ. Sơn ngọ thì bản thân cái sơn này nó phạm yếu tố về mộ long. Cho nên là cái nhà mà tọa tí hướng ngọ trong cái năm 2021 thì sẽ khó có thể là có được cái cát khí nó tốt. Đấy, và chưa nói gì đến cái việc là mình muốn triển khai những cái gì nó lớn hơn. Đấy, cho nên là những cái sơn hướng khác mình có vẫn có thể triển khai bình thường, ví dụ như là tọa quý hướng, tọa nhâm hướng bính, tọa nhâm hướng bính hoặc là tọa quý hướng đinh thì vẫn có thể triển khai bình thường. Đấy, cho nên là quý cô chú anh chị lưu ý giúp Triệu Hào ở cái phần này để bản thân mình sẽ có được cái phần tính toán cũng như là cái phần mà chuẩn bị sẽ tốt hơn. Đấy, tháng 8 thì sẽ dừng lại ở việc là căn nhà hướng Nam thôi. Căn nhà hướng Nam thôi thì quý cô chú anh chị lưu ý được cái việc đó. Tháng 8 thì mình sẽ có cái phần liên quan đến nó hơi hạn chế. Thế thì tháng 9 thì như thế nào? Xin mời anh Đức Trung chia sẻ một số cái quan điểm cũng như là cái phần luận giải để mà có quý cô chú anh chị có phần tốt hơn. Như vậy có thể thấy rằng là trong tháng 8 âm lịch, giống như anh Triệu Hà chia sẻ, chúng ta chỉ có thể làm nhà hướng Nam được mà thôi. Thì vậy trong tháng 9 thì chúng ta qua đây thì chúng thấy rằng là có thoải mái hơn một chút. Chúng ta có đến 3 hướng mà chúng ta có thể làm được. Bao gồm là hướng Nam này, hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc. Ở hướng Nam chúng ta chú ý nó có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ, bao gồm 3 sơn hướng là Bính Ngọ Đinh. Hướng Tây Nam bao gồm là giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ, bao gồm 3 sơn hướng là Mùi Khôn Thân. Và Đông Bắc thì bao gồm là từ 22,5 độ cho đến 67,5 độ, bao gồm 3 sơn hướng là Sửu, Cấn và Dần. Thì trong cái tháng 9 âm lịch thì cả 3 cái hướng này bao gồm Nam, Tây Nam và Đông Bắc thì đều có thể triển khai là xây dựng được. Đều có thể triển khai xây dựng được. Thì rất vui, rất vui cho quý cô chú anh chị. Thì anh Trung chia sẻ thêm một xíu, bởi vì là Triệu Hào thấy là ở đây có tới 3 hướng. Thì 3 hướng này thì mình cần phải chú ý và lưu tâm điểm gì ấy? Tuy là các cái hướng này chúng ta có thể triển khai như vậy, tuy nhiên là hướng Tây Nam hay là các hướng khác chúng ta cần phải chú ý như sau. Thì để chúng ta có thể lưu tâm đến các quý cô chú anh chị. Đối với hướng Nam thì rất thoải mái chúng ta khai sơn lập hướng. Vì rằng là hướng Nam thì năm 2020 thì Vượng Long chúng ta triển khai rất dễ. Tuy nhiên hướng Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn và Thân. Thì chúng ta triển khai được các cái hướng nó thoải mái hơn, bao gồm là hướng Khôn và cái hướng Thân. Hướng Mùi thì năm 2020 này thì lại phạm phải tam sát, do đó rằng là tuy nhiên là tam sát đến hướng thì cũng không phải lo sợ gì nhiều. Đấy, tuy nhiên một điều đó là nó vẫn không có sự đắc cách cho lắm. Nếu như muốn triển khai chúng ta vẫn nên chọn cái tháng Vượng chúng ta triển khai thì nó sẽ tốt hơn, và chính là cái tháng 9 âm lịch này. Rồi, và còn đâu rằng là hướng Tây Bắc thì Đông Bắc thì bao gồm là 3 sơn hướng là Sửu, Cấn, Dần. Thì lưu tâm cái việc liên quan đến việc lập hướng thì chúng ta tốt này. Tuy nhiên mà tu tọa sửa chữa tại cái phương mà phương Đông Bắc ở trong nhà thì nó phạm phải là mộ kỷ đô thiên, do vậy rằng là hạn chế cái việc mà tu tọa sửa chữa tại cái phương Đông Bắc. Tu tọa sửa chữa thì chúng ta lại tính toán theo phương vị, do đó chúng ta phải tính toán từ tâm của cái cục nhà ra đến cái phương Đông Bắc đấy thì nó có được tốt hay không để mà triển khai cơ. Do vậy rằng là chúng ta cũng phải chú ý, đặc biệt là đối với cái Tây Nam này thì đặc biệt cái sơn Mùi mà nó phạm phải tam sát thì không thể nào mà sửa chữa được đối với cái sơn Mùi luôn. Đấy, bởi vì nó phạm phải tam sát, bởi vì tam sát là sợ cái yếu tố là sát đến tọa chứ không phải sát đến hướng. Đấy, thì hướng Tây Nam thì ok, nhưng mà tại tu tập sửa chữa tại cái phương là cái phương Mùi thì tuyệt đối không tu tập sửa chữa được. Đấy, cái đấy chúng ta cần phải làm rõ hơn. Vậy thì sang năm 2021 thì cũng cần phải chú ý một số những cái yếu tố như thế này. Đối với cái hướng là hướng Nam thì trong năm 2021 như anh Triệu Hào vừa có chia sẻ trong cái thời điểm vào tháng 8. Thì trong cái năm 2021 Tân Sửu thì hướng Nam bao gồm ba sơn hướng là Bính, Ngọ, Đinh. Như vậy thì hướng chính ngọ thì tuyệt đối chúng ta không lập hướng được, bởi vì là phần tọa tí nó phạm phải một long biến vận sát. Đối với hai hướng còn lại là Bính và Đinh thì vẫn có thể triển khai được. Đấy, và cũng nên chọn thời điểm tháng Vượng trong năm 2021 triển khai nó sẽ tốt hơn. Đối với hướng Tây Nam thì trong năm 2021 thì chúng ta triển khai được hai cái hướng, đó là hướng Mùi và hướng Thân mà thôi, bởi vì rằng là hướng Khôn thì nó tọa bởi tọa Cấn thì nó phạm phải là mộ long biến vận sát. Do vậy rằng là cũng không thể triển khai được cái tọa Cấn hướng Khôn, mà triển khai được tọa Dần hướng Thân và tọa Sửu hướng Mùi thì vẫn có thể triển khai được, nhưng nó vẫn có cái điều lưu tâm, bởi vì ví dụ như là tọa Sửu thì lại phạm phải Thái Tuế này, đúng không ạ? Rồi là tọa Dần hướng Thân thì vẫn có cái yếu tố sát của mộ long một chút, do vậy rằng là vẫn cần phải lựa chọn cái thời điểm tháng Vượng thì mới thể triển khai được. Đó. Đối với lại cái hướng Đông Bắc thì trong năm 2021 thì chúng ta cần phải chú ý đặc biệt, đó là đối với cái hướng Sửu, đó là bởi vì Đông Bắc bao gồm ba sơn hướng là Sửu, Cấn, Dần,
thì trong cái năm 2021 thì hướng xử, tức là tọa bùi hướng xử tuyệt đối chúng ta không thể triển khai xây dựng được vì rằng là nó phạm phải thái tuế. Còn lại hai cái hướng còn lại đó là dần và xử cấn dần, mà bao gồm là xử thì phạm phải thái tuế, cấn thì tọa khôn hướng cấn và tọa dần hướng thân, thì cả hai cái hướng này thì về cơ bản là nó phạm phải mộ long biến vận sát, thì cũng rất là hạn chế trong cái việc mà triển khai xây dựng. Do vậy rằng là trong năm 2021 tới thì chúng ta có thể thấy rằng là hướng đông bắc là một hướng cũng rất là khắc nghiệt trong việc xây dựng mới. Do vậy là nếu như khuyên các cô chú anh chị và các bạn, nếu như chúng ta xây dựng ngôi nhà mà trong năm 2020 hay là năm 2021 mà có hướng đông bắc thì chúng ta nên lưu tâm sớm và triển khai xây dựng trong năm 2020 tốt hơn. Đấy, và để làm sao cho cái việc xây dựng nó cát lành thì trong trước cái thời điểm mà chuyển tiết khí sang năm 2021 Tân Sửu thì khuyên các quý cô chú anh chị một điều đó là chúng ta nên là hoàn thành được một số những hạng mục, ví dụ như đổ được một cái mái hoặc là hoàn thiện được cái phần thô xây dựng, đổ được hết tất cả các mái thì càng tốt, cất nóc thì càng tốt. Đấy, và hoàn thiện được phần thô liên quan đến việc là có thể chưa chát, nhưng ít nhất là hoàn thiện xong phần thô rồi. Sang năm 2021 thì có thể triển khai tiếp, nhưng mà một điều là trong năm 2020 thì phải vận hành ngay, chứ để sang năm 2021 thì hướng đông bắc thì tuyệt đối không thể làm gì được. Cần phải chú ý như vậy. Đó, như vậy trên đây là cái điều mà có hai cái tháng mà chúng ta đã đi qua với nhau, đó là tháng 8 và tháng 9 âm lịch, là những cái tháng mà chúng ta cần phải chú ý trong cái việc xây dựng. Thì có lẽ chúng ta sẽ xin phép là chia sẻ các cái tháng tiếp theo, đó tháng 10, tháng 11, tháng 12 trong cái video tiếp theo, đúng anh Hà? Đúng rồi. Và có lẽ là cũng xin cảm ơn, cũng như là xin hẹn gặp lại các quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp tới. Xin chào. Xin chào.